Thưa quý vị, song song với việc hỗ trợ vốn, kinh nghiệm cũng như các lớp tập huấn phát triển kinh tế, tìm đầu ra cho sản phẩm, trong những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ Hòa Thọ Tây đã huy động nhiều nguồn lực, linh động sáng tạo trong hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế. Qua đó giúp nhiều hội viên phụ nữ vượt qua khó khăn, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng và hạnh phúc. Đây là buổi sinh hoạt câu lạc bộ phụ nữ tự tin khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh của Hội Liên hiệp Phụ nữ Hòa Thọ Tây. Thành viên câu lạc bộ là những nữ chủ doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh, hợp tác xã, các mô hình kinh tế ở đa dạng các ngành nghề thương mại, dịch vụ, nông nghiệp đô thị đã có nhiều đóng góp trong phong trào phụ nữ tại địa phương. Tại đây, phường hội cũng đã tổ chức trưng bày giới thiệu các sản phẩm khởi nghiệp của 10 chi hội phụ nữ trong các lĩnh vực nông nghiệp, thủ công mỹ nghệ, chăm sóc sức khỏe, sản phẩm lưu niệm có tính ứng dụng cao trong thực tiễn và được thị trường đón nhận. Qua cái chương trình khởi nghiệp, Ủy ban phường và Hội Liên hiệp Phụ nữ phường có sự quan tâm tạo điều kiện cho vay vốn. Lấy một chuồng là 3 tháng thì thu nhập được từ 17 đến 20 kg một chuồng. Nói đồng trong năm thì thu nhập cũng được 3 lần. Để chương trình đạt hiệu quả, ngay từ đầu năm, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường đã phối hợp với chính quyền địa phương lên kế hoạch ra soát hộ nghèo, cận nghèo để có hướng giúp đỡ hội viên, phụ nữ phù hợp. Trên cơ sở đó, các cấp hội đã xây dựng kế hoạch hỗ trợ về phương tiện sinh kế, hồ sơ, thủ tục pháp lý theo từng địa chỉ cụ thể. Vì thế, hầu hết nữ chủ kinh doanh đều được hội giúp đỡ về vốn, kỹ thuật, kiến thức, kinh nghiệm trong sản xuất kinh doanh. Đối với hội viên phụ nữ chưa đủ điều kiện để khởi sự khởi nghiệp kinh doanh nhưng mà có ý tưởng thì Hội Liên hiệp Phụ nữ phường sẽ hướng dẫn để cho các chị được tập huấn, hỗ trợ vốn vay và giao lưu học hỏi kinh nghiệm với những chị đã và đang thực hiện rất là tốt cái mô hình kinh tế của mình. Các câu lạc bộ khởi nghiệp được ra đời nhằm ươm mầm và phát triển ý tưởng khởi nghiệp có tiềm năng, đồng thời truyền cảm hứng cổ vũ hội viên phụ nữ mạnh dạn hơn trên con đường khởi nghiệp sáng tạo. Thì đối với phường Hòa Tây thì là một địa bàn có nhiều khó khăn về địa hình. Tuy nhiên là các chị em phụ nữ đã nhiều nỗ lực cố gắng để khảo sát, vận động chị em tham gia phát triển kinh tế, kinh doanh cũng được chị em quan tâm và có những mô hình tương đối là có hiệu quả. Với nhiều cách làm sáng tạo, Hội Liên hiệp Phụ nữ Hòa Thọ Tây nói riêng và quận Cẩm Lệ nói chung đã trở thành chỗ dựa vững chắc của các chi hội phụ nữ trong phát triển kinh tế trên cơ sở phát huy nội lực, tinh thần hợp tác, tương thân tương ái. Qua đó góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ hội viên phụ nữ, giúp chị em tự tin mạnh dạn khởi nghiệp, vươn lên trong cuộc sống.